Con đến Quảng Châu rồi. Lúc nãy con có gọi điện thoại cho ba. Con cứ nghe ba ho hoài à. Con sợ là ba lại bệnh nữa. Mẹ có thể giúp con qua xem ba được không? Được, để mẹ qua xem. Anh cho tôi xuống bên đường đi, tôi có việc chưa về nhà được. Bệnh viện có việc sao? Không phải bệnh viện. Trễ như vậy rồi, hay là để tôi đưa cô đi? Không cần đâu, xuống phía trước là được. Đừng nói là nửa đêm nửa hôm như vậy mà cô còn đi gặp thầy Ninh nha. Anh ấy bệnh rồi nên tưởng muốn tôi qua xem anh ấy. Thầy Ninh từ khi nào trở nên mong manh yếu đuối như vậy? Sức khỏe không tốt sao? Gần đây anh ấy chịu một số đả kích, tinh thần và sức khỏe đều không ổn định lắm. Nghe tin này xong thật khiến người ta vui vẻ đó. Được rồi, làm tài xế thêm một đoạn nữa vậy. Cảm ơn anh nha. Tới rồi, cảm ơn anh. Tôi đợi cô dưới này nha, buổi tối khó đón xe lắm. Không cần đâu, anh cứ về trước đi. Tạm biệt. Lưu Tranh, thầy Ninh à? Thầy Ninh ơi, cửa đã mở. Thầy Ninh à? Thầy Ninh ơi, thầy Ninh à, anh có trong đó không? Thầy Ninh à, nè, anh đang làm gì vậy hả? Có chuyện gì mà nghĩ không thông vậy? Điên rồi sao? Xem cái đi, này nè, em muốn ăn món cái này gì? Nữa cái này nè. Có một nơi rất vui, lần sau cùng đi đi. Ồ, thật hả? Lần sau cùng đi ha. Anh chỉ nói chơi thôi. Ghét quá đi à.
sao vậy? Đây là cái gì đây? Thiệt là hả? Phục vụ, đây là cái gì hả? Thêm món sao? Kêu quản lý của các người tới đây. Anh xem, một đống trong này nè. Quản lý các người đâu? Lúc nãy có một anh nhờ tôi đưa mảnh giấy này cho anh. Cái gì? Lúc nãy có một anh nhờ tôi đưa mảnh giấy này cho anh. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ói quá. Chính là ông nội anh Nguyễn Lãng làm đó. Thì ghê quá. Tôi nói cho mấy cô biết nha, tôi phải khiếu nại các người đó. Mình gọi quản lý ra đây đi anh. Gọi quản lý hay là đi chúng ta cái gì đi mà đi chứ? Sao nhà hàng này lại như vậy chứ? Anh coi toàn đầu thuốc lá. Được rồi, đi thôi. Nè, anh làm sao vậy? Đi nghe. Không được. Nhanh. Cô mau đi gọi quản lý ra đây cho tôi. Ôi được rồi, đi. Tôi muốn khiếu nại các người. Đi. Tôi nói các người nghe nha. Tôi phải khiếu nại các người. Vậy lúc nãy không phải em tưởng anh muốn tự tử thật chứ? Tay anh thỏi rồi hả? À, đỡ nhiều rồi, không đáng lo ngại nữa. Không phải kêu anh 15 ngày rồi tháo ra sao? Bây giờ mới có 11 ngày. 11 ngày? Em nhớ rõ còn hơn anh nữa. Hồi tiểu học em học giỏi toán. Vẫn là người có tâm. Sao đột nhiên em lại đến đây? Là Ninh Tưởng gửi tin nhắn cho em, nói anh bị bệnh rồi, kêu em đến xem anh ra sao. Em gọi cửa cả buổi anh không mở, tưởng anh bị gì rồi. Anh không sao thì tốt, em đi về đi. Ê, Ninh Tưởng kêu em qua đây thăm anh. Em cũng không hề chăm sóc anh đã về. Em định nói với nó sao đây hả? Bây giờ không sao rồi đó thôi. Anh bị bệnh thật đó. Alo. Ờ, không sao, yên tâm đi. Ừ, tạm biệt. Tiết Phỉ Lâm. Ừ. Tìm em làm gì? Ờ, anh ấy chờ em tới. Em nói với anh ấy là anh bị bệnh, người ta đặc biệt gọi điện tới quan tâm anh đó. Còn nói quan tâm anh? Em nói anh ta không cần đâu, anh không cần mà. Ồ, sẽ chuyển lời. Nè, lúc nãy anh nói em bị bệnh hả? Sao vậy? Đau đầu, mắt ói. Là cùng căn bệnh với Ninh Tưởng. Là sao vậy? Vừa nghe đến ba chữ Tiết Vĩ Lâm thì anh đau đầu mắt ói liền phát bệnh luôn. Ờ, anh ấy cũng không xấu, sao anh cứ nhắm vào anh ấy? Tại sao anh lại nhắm vào anh ta? Em không biết thật hả? Em không biết. Em không biết thật sao? Em không biết thật mà. Hay là em đang giả vờ ở đây không biết vậy? Rốt cuộc là anh đang khó chịu cái gì vậy? Anh đang ghen em không nhìn ra hả? Chuyện này anh đã ghen rất lâu rồi. Anh sắp ghen đến chết rồi đó. Ghen lâu rồi. Vừa lòng chưa? Ừ. Thỏa mãn chưa? Thỏa mãn. Không phải em chỉ muốn anh thừa nhận chuyện này hay sao? Giờ anh thừa nhận rồi. Anh thích em lắm. Vậy chuyện em thích anh thì em dám thừa nhận không? Dù chỉ có một chút trong tim cũng được. Em thật sự không biết nữa. Không biết có phải không? Anh đã có một cách. Thử một chút là sẽ biết thôi. Không sao chứ? Em không có ý đâu. Em làm anh đau rồi hả? Xin lỗi, xin lỗi. Còn nói không thích hả? Hả? Nhanh vậy đã tới rồi hả? Em ăn trước đi, chị vẫn chưa xong việc. Ê, đừng mà, chị ăn chút đi, nhanh lên. Thôi mà, người ta nhìn thấy thì không hay lắm. Có gì không hay đâu, em có làm gì đâu. Nè, không lẽ chị có ý với em hả? Thằng nhóc chết tiệt. Hả? Hả? Ừ, ngon lắm, ngon lắm. Chị ngồi xuống ăn chút đi. Rồi, ngồi đi. 5 phút thôi nha. Món này ngon đó. Thầy không? Mua ở đâu vậy? 2 miếng nữa đi.
Mấy giờ chị làm xong? Tới sáng ngày mai, lúc 7 giờ. Đúng lúc ta làm xong chị có thể đưa Nha Nha đi nhà trẻ. Từ từ. Ba nó đâu? Đi công tác rồi. Lần này là thiệt mà, vé máy bay là do chị mua cho anh ấy đó. Chị à, thật ra hôm nay em đã gặp chồng chị. Anh ta trong quán lẩu còn dẫn theo người phụ nữ lần trước. Chị đừng có sợ, còn có tụi em mà. Em không đặt báo thức hả? Anh nói anh đặt rồi nên không cần em đặt nữa. Anh có nói sao? Mau lên. Ê. Ê, sao anh đến sớm vậy? Tay em bị thương rồi mà. Anh nói sẽ đến thăm em. À, Lưu Tranh à, sao mới sáng sớm em lại ở đây? Hay là đêm qua ở cùng nhau? Sáng sớm cô ấy qua đây là đưa tài liệu cho em. Thời đại nào rồi còn phải xem tài liệu giấy? Điện thoại không được sao? Em hoài cổ, em chỉ thích xem tài liệu giấy thôi. Hoài cổ. Vậy hai tay trống không à? Tài liệu đâu? Lấy ra anh xem đi. Hay là ở chỗ em hả? Mới sáng sớm anh đến điều tra hộ khẩu hay là thăm em vậy? Đi đi đi. Xem ra tay em khỏi rồi. Tay em chưa khỏi thì không đánh anh được hả? Anh hiểu. Đều là người lớn. Chào các bạn thính giả, chào mừng các bạn đang nghe chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay. Mọi người đã ăn sáng chưa? Chuẩn bị lên đường đi làm chưa? Tình hình giao thông hôm nay có vẻ rất tốt. Mong rằng các bạn chủ xe có tâm trạng vui vẻ, đón chào một ngày mới. Đúng vậy, nhìn từ camera trước mặt chúng tôi, giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay có vẻ kéo dài hơn mọi ngày một chút. Em cứ lên trước đi, 5 phút sau anh. Ê, chào lão Ninh, chào bác sĩ Nguyễn. Đi chung với nhau hả? Đừng nói nữa. Hôm nay gặp nhau ở cổng hay gặp ở tàu điện ngầm? Cổng tàu điện ngầm. Wow, trùng hợp dữ vậy sao? Bác sĩ Nguyễn, em không lên làm hả? Đi. Anh đã mua cho em một ít trái cây mà em thích ăn. Anh ngồi đi. Chúng ta ly hôn đi. Cho anh thêm một cơ hội nữa thôi. Lần cuối cùng. Con ở với em. Còn nhà, xe, tiền tiết kiệm thì chia đôi.
Đây là gì vậy? Xem đi, xem cho kỹ đó nha. Xuân Yến không hề có thai. Cô ấy mắc bệnh hội chứng buồng trứng đa nang. Nhìn rõ rồi. Sao vậy? Chuyện này tôi làm rõ rồi. Tôi không phải loại người tùy tiện. Anh là loại người gì tôi không hề quan tâm. Anh không cần phải giải thích với tôi đâu. Vậy về chuyện này tôi nghĩ chắc cô nên quan tâm chứ. Là u não sao? Đây là của ai? Bệnh án của ai sao tôi lại không biết chứ? Bệnh nhân vừa mới điều trị tối qua nên cô không biết đâu. Đây chính là bệnh nhân đầu tiên cô phụ trách mổ chính. Anh đồng ý cho tôi lên mũi chính? Anh đừng tưởng anh cho tôi lên mũi chính thì tôi tốt với anh nha. Cho cô mũi chính là sau khi tôi và lão Ninh với lão Tiền cùng nhau thảo luận, nhất trí thông qua. Đương nhiên, về đề nghị này do tôi đề xuất. Con người của tôi từ trước tới giờ công tư phân minh. Nhưng mà nếu như cô vì chuyện này mà có một chút hảo cảm đối với tôi thì tôi cũng vui lòng. Không có. Một chút cũng không. Anh nghĩ nhiều rồi. À, xem kỹ bệnh án đi. Lát nữa đưa cô đi gặp bệnh nhân ha. Được rồi, thưa thầy Trình. Đi khám bệnh, nhanh lên. Đi thôi. Triệu Đại Hỷ, cô thấy sao rồi? Bác sĩ Trình đến rồi. Hôm nay cảm thấy đỡ mắt ói rồi. Tôi đang bổ sung năng lượng nè. Tốt lắm, ăn được là chuyện tốt. Giới thiệu với cô một chút, đây là bác sĩ Đinh Ý Viên, bác sĩ phẫu thuật chính của cô lần này. Chào cô. Xin chào bác sĩ Đinh. Trời, có vẻ như bác sĩ các cô đều mảnh mai như nhau ha. Ê, cô ăn không? Không ăn đâu, cảm ơn. Tôi xem khối u trên đầu cô. Đau lắm, rất là đau á. Nếu có gì khác thường thì nói rõ với cô ấy nha. Tối nay đến nhà anh. Em về nhà thay quần áo trước đã. Vậy anh qua nhà đón em. Được. Vậy đi. Mẹ, con ra ngoài nha. Ra ngoài hả? Dạ, con đi họp lớp. Ba con có hẹn ăn cơm với Tiết Vĩ Lâm. Hay là con chào cậu ấy xong rồi hãy đi. Con sắp trễ rồi, không đợi được nữa. Để lần sau đi. Hả? Con bé này thiệt là. Lưu Tranh. Ê, đến rồi hả? Mẹ tôi nấu đồ ăn xong rồi, anh vào trong đi. Vậy cô ra ngoài sao? Tối hôm qua thầy Ninh không sao chứ? Thầy ấy không sao. Thật làm người ta thất vọng. Mau vào trong đi, ba mẹ tôi đang đợi anh đó. Đây gọi là bệnh sao? Nói bệnh là bệnh, nói khỏi là khỏi. Dù sao hôm nay em cũng không nấu cơm được. Thầy Ninh à, anh cứ thể hiện đi. Sao vậy? Em thắt chỉ phẫu thuật bị đứt tay. Là tay nào? Tay nghề kém vậy. Sau này ra ngoài đừng nói là học trò của anh nha. Giận rồi hả? Không có. Em muốn ăn cá ôm dưa chua. Cá ôm dưa chua không tốt. Hấp cho em nha. Chào anh. Xin chào. Cho con cá. Con lớn đó. Được. Không lấy con này. Con kia đó.
À, đúng đúng. Đúng đúng đúng, chính là nó. À. Anh sao vậy? Cá em chọn không được hả? Em không nhìn ra hay sao? Con cá đó độ bão hòa oxy trong máu thấp, muốn chọn thì phải chọn loại này. Giật mình thì nó dễ mạnh, dễ càng mạnh thì chứng tỏ nó càng khỏe. Vậy cũng không hiểu. Em học kém thật đó. Anh thì giỏi luôn. Nè, nghe anh hỏi một câu. Ví dụ một con cá nặng 500 gram cần hấp trong 6 phút. Hiện tại con cá của chúng ta nặng 568 gram, trừ đi 25 gram gừng và hành lúc nãy, chúng ta cần hấp trong bao lâu hả? 500 mấy? 568. 568. Vậy thì trừ 20 là 6 phút 5 giây. Là ai nói bản thân mình lúc nhỏ học toán giỏi vậy? Khó tính. Bắt đầu tính thời gian. Ừ. Còn 6 phút nữa. Ừ. Vậy chúng ta làm gì đi? Làm gì hả? Hay là em hát một bài đi. Ừ. Tay em bị thương rồi, hát không nổi. Đúng lúc làm micro luôn. Không chịu, em muốn anh hát cho em nghe. Vậy năn nỉ đi, anh hát em nghe. Không muốn. Không năn nỉ thì không hát, không hát luôn. Nhanh lên, hát một bài đi. Nè, em muốn nghe bài gì? Em muốn nghe Ngôi Sao Lấp Lánh. Sao em chọn bài giống Ninh Tưởng quá vậy? Ừ. Em bắt nhịp đi. Tinkle, tinkle, little star. Up above the world so high. Anh hát âm dần cho em nghe nha. Không cần. Nào nào nào, làm một bài đi nha. Twinkle, little star, how I wonder what you are. Nào, bên phải, bên phải. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Mời Dung. Sao hả? Thầy Ninh quả thật đa tài đa nghệ. Cho dù thầy không là bác sĩ, đi làm đầu bếp còn biết hát nữa. Em đúng là đồ nịnh bợ. Học thêm bằng nhỏ Ninh Tưởng cũng nhanh thiệt đó nha. Không thể thua ở vạch xuất phát được. Nào, ăn nhiều cá vào cho bộ não nhiều hơn. Lúc nãy là do em cố ý đó. Em muốn cho anh một cơ hội để thể hiện bản thân. Cho anh cơ hội thể hiện. Ừ. Vậy lát nữa anh còn cơ hội thể hiện hay không? Làm việc nghĩa là gì? Có nghĩa là gì em nói anh nghe đi. Em muốn uống một chút. Có hay là không? Hả? Đương nhiên rồi, trước khi ngủ em cũng muốn nghe bài Ngôi Sao Lấp Lánh. Cho anh cơ hội biểu hiện lần được, hai. Vì lần này không chỉ cho em nghe âm thanh dần, còn cho em nghe thêm âm thanh nổi nữa. Nào. Anh lại nữa rồi. Đừng làm em nhột. Anh không có nha. Nhột quá. Em nhìn kìa, hai con gà. Mau xem đi, xem đi. Xem phim đàng hoàng nào. Em xem kìa. Đàm Nhã. Alo. Lưu Tranh, cao tốc có tai nạn liên quan, cậu tới bệnh viện ngay. Ờ, được. Còn nữa, đã gọi cho Ninh Trí Khiêm nhưng không thấy bắt máy. Cậu đừng lo lắng, để tôi gọi cho. Bệnh viện có tai nạn liên quan, cần người đến.
Bây giờ thật là loại người gì cũng có hết. Đã uống rượu rồi mà còn lái xe ở trên đường cao tốc nữa, làm cho một người tử vong, 6 người bị thương. Bản thân hắn thì không có bị cái gì hết. Cậu nói coi ông trời ngủ gục có phải không? Mình không ổn thật rồi. Ăn cơm xong phải ngủ một lát. Ninh Trí Khiêm đâu? Còn ở phòng phẫu thuật hả? Ừ, vẫn chưa xuống ca mổ. Nhiều bác sĩ phải kiệt sức rồi. Loại người này. Mà không phải cậu nói Ninh Trí Khiêm đã thay đổi sao? Anh ấy mà cứ thức như vậy thì sẽ mất cân bằng nội tiết, không thay đổi được sao? Được rồi, cậu có sức thì ăn cơm nhiều một chút đi, được không? Tôi tức tới không nuốt nổi cơm. Ăn ít thôi. Hôm qua lúc tôi gọi điện thoại, có phải hai người đang ở cùng với nhau không? Làm lành rồi hả? Không phải chứ, làm lành thiệt rồi hả? Nói nhỏ thôi. Do anh ấy chủ động hay là cậu chủ động vậy? Cũng không thể nói ai chủ động được. Thì là... Không kìm lòng nổi chứ gì. Ôi trời ơi. Vậy bây giờ hai người là quan hệ gì đây? Tôi cũng không biết nữa. Nên Trí Khiêm cũng không giải thích cho cậu hả? Còn cậu, trong lòng cậu đang nghĩ cái gì? Thuận theo tự nhiên đi. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Hả? Tôi nói ly hôn với Giang Thành rồi. Lúc trước tôi cứ lo anh ta sẽ liên lạc với người phụ nữ đó sau lưng tôi. Bây giờ tôi không cần phải lo lắng điều gì nữa. Lúc trước tôi từng nói, cậu đưa ra quyết định gì tôi cũng ủng hộ cậu. Bây giờ cậu dũng cảm bước đi như vậy, tôi càng cảm thấy vui cho cậu hơn. Cậu có biết không, thầy Ninh lúc trước từng nói với tôi, em chỉ cần có 10 phút để buồn thôi. Bây giờ cậu buộc phải ăn uống đàng hoàng, chịu trách nhiệm với bệnh nhân tiếp theo. Ăn mau, có 10 phút thôi, sắp hết giờ rồi. Nguyễn Lưu Tranh, cậu làm tôi cảm động quá. Ăn nhiều vô. Còn cho tôi thêm nữa. Cho cậu có thịt luôn nè. Cảm động quá đi à. Sao vậy? Bà Ninh Trí Khiêm tìm tôi nè. Động thái của Ninh Trí Khiêm nhanh tới như vậy sao? Tôi nghe giọng điệu này có vẻ không giống chuyện tốt. Cà phê đây ngon quá hả? Anh thấy cũng rất là ngon á. Dạ, dạo này công việc của anh ổn không? Anh ổn dạ, mà. Em cũng chú vậy. Linh em à. Sao? À, cảm ơn Lưu anh Tranh nha. Uống cà phê đi. Chưa mới mang lên, em còn nóng đó. Cái này. Cái này. Đây là thiệp mời đính hôn của thằng Tám, bạn chơi từ nhỏ với Trí Khiêm. Lưu Tranh, đến lúc đó con cũng cùng đi nha. Con đi để làm gì? Không phải Tiêu Nhị nói con làm lành với Trí Khiêm rồi hả? Lưu Tranh à. Bánh ngọt của bác đây. Nào, con mau ăn đi. Lưu Tranh à. Ừ. Chú có một việc muốn nhờ con làm giúp. Chú nói đi. Chuyện này thằng Tám đính hôn, chắc chắn là cô Lưu sẽ phải đi. Đến lúc đó con nhất định phải giúp chú kiềm Trí Khiêm lại một chút. Đừng để lúc đó trước mặt mọi người lại làm cho xấu hổ. Người ta đính hôn nếu như cãi nhau thì quả thật là rất khó coi đó. Dạ. Vậy thì mình nói thầy Ninh đừng đi nữa. Vậy làm sao được? Nói với thằng Tám là anh em đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nếu như nó không đi thì coi như là Trí Khiêm bây giờ bản lĩnh quá rồi, thì xem thường người khác sao? Cũng đúng. Còn cô Lưu thì... Tại vì cháu bên ngoài của cô Lưu chính là vợ sắp cưới của thằng Tám. Còn nói bảy không đi được sao? Vậy cũng phải, đều phải đi. Thật ra chú có một ý tưởng như vậy. Chú đang nghĩ mượn việc đính hôn lần này của thằng Tám để Trí Khiêm và cô Lưu gọi là gì mà phá vỡ lớp băng.
chú, ý tưởng của chú lần này cũng rất hay, nhưng con cảm thấy việc này phải suy tính thật kỹ. Dù sao thì lớp băng giữa chú với thầy Ninh vẫn chưa có tan mà. Tính tới tính lui cũng đã tính hơn 20 năm rồi. Chú nghĩ thời cơ đã đến hả? Lưu Tranh, chú xin con đó hả? Chuyện này vợ chúng ta đến bệnh viện rồi, cố gắng lên, cố gắng lên mà. Bác sĩ, bác sĩ, vợ tôi hôn mê rồi. Sao hôn mê rồi? Mau cứu cô ấy đi. Anh bình tĩnh lại, nói tôi nghe. Cô ấy là phụ sản lớn tuổi, mấy hôm nay cô ấy bị đau đầu, sau đó ói dữ dội. Thông báo khoa sản khoa ngoại thần kinh. Dạ. Qua hội chẩn. Bác sĩ, vợ tôi có bị sao không vậy? Bác sĩ. Ê, bác sĩ Ngô, thầy Ninh vẫn chưa phẫu thuật xong sao? Vẫn chưa xong. Phòng cấp cứu mới đưa tới một sản phụ, khoa sản kêu khoa ngoại thần kinh cử một người tới hội chẩn. Bác sĩ Trình, anh có thời gian không? Có, đi. Khoa sản gọi khoa thần kinh đến hội chẩn hả? Đi xem thử đi. Bác sĩ, cô ấy thuộc trường hợp nào vậy? Tôi bên khoa sản nè. Được, cô vào trước đi, bên trong đó. Ê, bác sĩ Trình, tình trạng sao rồi? Sản phụ cao tuổi, kết hợp tăng huyết áp thai kỳ, lúc đến đây đã hôn mê rồi, giờ nhịp tim hơi thở đã hồi phục là bình thường, nhưng huyết áp lại không hạ xuống. Ca này thuộc khoa sản, sao cần phải gọi khoa thần kinh? Người nhà nói bệnh nhân gần đây có luôn đau đầu dữ dội. Đau đầu còn kèm theo triệu chứng nôn mửa. Bệnh nhân bao nhiêu tuổi? 39 tuổi. 39 tuổi, thai được mấy tuần rồi? 22 tuần. Mau sắp xếp làm cộng hưởng từ. Bác sĩ, tôi nghe nói cộng hưởng từ sẽ có bức xạ, nó có ảnh hưởng tới em bé không? Anh yên tâm, ảnh hưởng không lớn. Đi xem bệnh nhân trước đi. Nhìn thấy rồi chứ, khối u không nhỏ, xem ra tình hình cũng không mấy lạc quan. Vậy trường hợp này thì chúng ta nên làm gì? Nhanh chóng phẫu thuật. Nhưng bệnh nhân này đang mang thai mà. Bây giờ chỉ có thể phá thai, lấy đứa trẻ ra trước. Nhưng đã 22 tuần rồi. Đúng là 22 tuần rồi, nhưng người này là sản phụ cao tuổi, lại cao huyết áp, lại bị u não, cũng không thể vì sinh đứa con mà mạng sống cũng không cần nữa. Dù cho tôi có chết, tôi cũng phải sinh ra đứa con này. Cô đừng kích động. Chắc bây giờ cô vẫn chưa nắm rõ về tình trạng của bản thân. Để tôi nói lại bệnh tình của cô nha. Tăng huyết áp thai kỳ mức độ nặng. Hiện tại cô đã xuất hiện hàng loạt các triệu chứng và phản ứng: đau bụng, chóng mặt, đau đầu, thở dốc, mắt mờ, tim hay đập mạnh và nôn ói dữ dội lắm phải không? Đây chưa là điều nghiêm trọng nhất đâu. Nghiêm trọng nhất là khu vực trung tâm não của cô xuất hiện một khối u. Hiện giờ đường kính khối u đã vượt quá 5 cm. Nếu vẫn tiếp tục để yên không quan tâm, hậu quả không thể lường được. Vậy sẽ ra sao hả? Sẽ trực tiếp đe dọa tính mạng. Bác sĩ, vậy chúng tôi phải làm sao đây? Tôi kiến nghị nên chấm dứt thai kỳ, tiến hành hóa trị và phẫu thuật mở sọ. Không được, đứa con này tôi nhất định phải sinh nó ra. Chị Lý, chị đừng quá kích động mà. Tôi cảm thấy là chị vẫn nên suy nghĩ thêm. Con mất rồi thì có thể sinh lại được, nhưng nếu như mẹ mất rồi thì không còn gì nữa đâu. Cô có biết là tôi khó khăn lắm mới có đứa con này không? Nếu như tôi mất đứa con này thì sau này tôi không sinh được nữa. Tôi biết chứ, nhưng mà hiện nay khoa học phát triển như vậy, chắc chắn là sẽ có cách cho chị mà. Đừng có nhắc khoa học với tôi. Tôi đã làm thụ tinh ống nghiệm suốt 5 năm mới có đứa con này đó. Cô đừng kích động nữa. Tiểu Mỹ, đo huyết áp cho bệnh nhân đi. Đừng kích động. Nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi về họp thảo luận một chút. Hãy giữ tâm trạng ổn định, đi thôi. Thật sự tôi không biết chị ấy nghĩ sao nữa. Chuyện đã như vậy rồi mà dễ dân một lòng một dạ muốn sinh con. Còn có thể nghĩ sao nữa? Nhất định là mấy đứa trước đều là con gái. Nếu lần này liều chết cũng phải sinh con trai. Chuyện này tôi gặp nhiều rồi. Nguyễn Lưu Tranh, bình thường không phải là cô hay nói lý lẽ lắm hay sao? Lúc nãy sao cô không nói câu nào vậy? Tôi đang cảm thấy chuyện này có thể không đơn giản như chúng ta nghĩ. Chắc là chị ấy có nỗi khổ khó nói gì đó. Có nỗi khổ khó nói gì chứ? Liều cả mạng sống cũng phải sinh đứa con ra, nhất định là trong nhà có ngai vàng cần thừa kế rồi. Hay vậy đi, lúc về tôi sẽ nói lại chuyện này với thầy Ninh, xem anh ấy nghĩ gì. Anh ấy có thể nghĩ sao chứ? Anh quá hiểu anh ấy. Nhất định anh ấy sẽ nói. Bác sĩ chỉ có thể góp ý cho bệnh nhân, người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là bản thân người bệnh thôi. Thầy Ninh nói rất có lý. Rất có lý. Vậy lời thầy Trình nói thì không có lý hay sao? Là một bác sĩ phải học cách có phán đoán riêng chứ.
bác sĩ chỉ có thể góp ý cho bệnh nhân. Người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là bản thân người bệnh. Quả thật giống như lời bác sĩ Trình dự đoán. Quyết định của bệnh nhân chúng ta ngoài tôn trọng ra không có lựa chọn nào khác. À đúng rồi, chuyện là cậu Tám bạn của anh cuối tuần đính hôn, chú kêu em đưa thiệp mời cho anh. À, cậu ấy gọi điện cho anh rồi. Anh có đi không? Đi. Cô Lu thì sao? Chú nói cô ấy cũng đi. Trên thế giới việc khó nhất chính là đưa ra quyết định. Vẫn là phải để bệnh nhân và người nhà tự mình ra quyết định. Anh nghe lời em, trong bữa tiệc đính hôn của người ta đừng tỏ thái độ đó. Cậu Tám rất chịu chi? Lễ đính hôn mà tổ chức ở khách sạn lớn như vậy. Cảm ơn. Xin chào. Cảm ơn. Nè, đi bên này. Được. Dạ được. Dạ xin mời đi bên này. Ninh Trí Khiêm, Nguyễn Lưu Trang. Dạ được, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Em không cần căng thẳng. Lần trước chúng ta kết hôn, cậu ấy bận việc không đến nên không biết em đâu. Ồ. Cậu Tám. Anh Sáu. Trời ơi, tiểu tử cậu cuối cùng cũng lấy vợ rồi. Mặc bộ này rất đẹp trai luôn đó. Chứ sao nữa. Dây, đây là anh Sáu. Mau chào anh Sáu đi. Dạ chào anh Sáu. Chúc mừng nha, chúc mừng. Vị này chắc là chị dâu rồi. Đúng chị vậy. Chị dâu đúng là xinh đẹp quá. Đứng cùng với anh Sáu đúng thiệt là đẹp đôi. Anh Sáu, chị dâu, mau vào trong đi. Chú và mọi người đã đến rồi. Được. Dạ được. Chúc mừng nha. Chúc mừng. Cảm ơn. Sao vậy? Em đang nhớ lại chuyện tối hôm đó sao? Nè, năm đó chúng ta kết hôn, cậu Tám dù không gặp em, nhưng họ hàng của anh đều đã nhìn thấy em rồi. Cũng 7 năm trôi qua, mấy ông già bà già ai nhớ được em chứ. Em hỏi anh, lúc nãy cậu Tám gọi anh là anh Sáu, vậy hai người và anh gì có phải họ hàng không? Không được xem là họ hàng. Anh em lúc nhỏ cùng nhau lớn lên, kết nghĩa anh em khác họ. Anh xếp thứ Sáu nên gọi anh là anh Sáu. Sao vậy? Rất đậm chất giang hồ. Giang hồ? Chắc có tiền đồ. Phó chủ nhiệm ở bệnh viện đứng thứ ba Giang Thành, ai mà không quý mến kính trọng. Thật lòng mà nói, sau này chúng ta còn phải nhờ Trí Khiêm giúp đỡ nhiều đó. Phải đó. Dù cho nó có tiền đồ đến đâu thì các cô dì chú bác mọi người ở đây đã nhìn thấy nó trưởng thành lên mà. Sau này mọi người có việc gì nói với tôi, tôi sẽ kêu nó sắp xếp ổn thỏa cho mọi người. Nhưng mà tôi hy vọng tốt nhất là không có việc phải tiền. Anh Sáu. Nè, ngồi đi. Chú Ninh à. Lưu Tranh. Khiêm, dẫn theo bạn đến nữa hả? Giới thiệu chút đi. Thêm một người hả? Lưu Tranh, mau giới thiệu chút đi. Em tên là Nguyễn Lưu Tranh, làm việc ở khoa ngoại thần kinh bệnh viện Bát Nhã. Thầy Ninh hướng dẫn em. Anh Nhị cũng là đứng thứ hai, em biết rồi, anh không giới thiệu nữa nha. Còn đây là anh Ba. Chào anh Ba. Anh Tư. Chào anh Tư. Anh Năm. Chào anh Năm. Anh Sáu. Cậu Bảy. Chào cậu. Vậy hai người chúng tôi ngồi cùng mọi người nha. Chỉ một chút ngồi được mà. Không có chỗ của em. Không có chỗ của em đâu. Ba em ở bên đó mà. Nào. Ngồi kia. Qua đây. Ngồi đi. Tự nhiên nha. Đúng rồi. Tự nhiên. Các cô chú đã lâu rồi không gặp. Chúng ta nâng ly đi. Rồi, mời anh ly đi. Lưu Tranh, hiếm khi em đến, giới thiệu với em một chút nha. Tụi anh được mệnh danh là thiếu hiệp phố Chính Đông. Khi đó tụi anh có tiếng ở Giang Châu. Tại sao vậy chứ? Anh cả uống rất giỏi, kể đến là anh đây chém gió giỏi, cậu Ba chạy giỏi, cậu Tư văn giỏi, cậu Năm diễn giỏi, cậu Sáu thì nói em nghe, cậu Sáu lợi hại nhất đó. Sao vậy? Cậu Sáu đánh giỏi. Lúc đó chỉ cần tụi anh đánh nhau, dẫn theo cậu ấy giống như là dẫn theo con ngao Tây Tạng vậy. Tất cả mọi người vừa nghe đến cậu Sáu Ninh, ôi trời, co chân bỏ chạy hết. Nè Nhị à, dừng lại. Đó đều là chuyện ngày xưa rồi. Được rồi. Nè mấy đứa đều chạy chỗ hết đi. Uống cùng về chỗ đi. Trí Khiêm đã cao như vậy rồi hả? Uống giỏi. Khi còn nhỏ cũng con suốt. Con còn nhớ bác Triệu này không hả? Dạ nhớ. Đây là bạn gái của Trí Khiêm hả? Nhìn rất quen nha. Nhìn rất là giống vợ cũ của nó. Vậy sao? Chú cố ý sắp xếp cho hai đứa ngồi ở đây.
Nếu mà ngồi cùng bàn với mấy anh em bên đó, chắc chắn kiểu gì cũng bị tụi nó chút cho say mềm. Vẫn là chú nghĩ chu đáo. Nào ăn đi. À, mấy đứa ngồi đi. Tôi tới trễ rồi. Đến rồi sao? Ngồi đi. Chào cô Lưu. Trời ơi, Lưu Tranh ở đây hả? Lâu ngày không gặp, càng ngày càng có khí chất nghe. Cảm ơn. Hôm nay thằng Tám nó đính hôn, còn hôn sự của hai đứa khi nào thì tổ chức hả? Chuyện của chúng tôi không cần phiền người ngoài hao tâm. Anh làm sao nè, ăn đi. Bà ta đứng xem cũng nói với anh. Em nói với anh rồi mà. Em nói khi nào? Hôm nay người ta đính hôn, nghe lời em đừng gây chuyện. Nè, ăn để tôi lấy đồ ăn cho. Lâu lâu ăn một lần không sao đâu. Với lại hôm nay là ngày vui mà. Vui thì cũng phải chăm sóc tốt cho sức khỏe chứ. Được rồi, thiệt là. Uống thuốc. Nhiệt độ nước được chưa? Được, không sao. Rồi lão Ninh à, anh em mình cạn một ly nào. Cạn ly. Trời ơi, xin lỗi nha. Lão Triệu à, nhà tôi huyết áp cao, không thể uống rượu được đâu. Hôm nay thằng Tám đính hôn là ngày vui mà, sao lại không được uống chứ? Bỏ xuống đi. Trí Khiêm, con là bác sĩ, con nói xem ba của con có uống rượu được hay không. Uống hay không là chuyện của ba, tôi không quản được. Cái đó ý của Trí Khiêm là anh muốn uống thì hả? Uống. Nào, cạn ly. Rồi, cạn. Nào, uống đi. Ê, được. Bà làm gì vậy? Được rồi. Cô Lưu à, không sao đâu. Nè, hôm nay phần của lão Ninh tôi sẽ uống hết thay cho ông ấy. Được. Tôi cạn nha. Được. Cạn nha. Rồi. Vậy cạn. Thật ngại quá hả? Ăn đi con. Để con. Nào anh hai, anh ba, anh tư. Nào, hôm nay em lái xe, lấy nước thay rượu. Chúng ta ăn đi.